người, rất nhiều người yêu cầu Vivi làm chân gà sốt Thái. Hôm nay Vivi làm tiếp nha. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Trời ơi, nhìn chân gà hết giận chưa? Trời ơi, nhìn trứng non này. Ngon chưa, ngon chưa? Xoài, cắp, tắc, xả, ớt. Nhân vật chính đây là sốt Thái nhé mọi người. Trời ơi, hấp dẫn. Mùi thơm nó nồng nàn luôn đó mọi người. Nước sốt cay cay đậm đà, chân gà giòn sừng sực, tắc xoàn chua ngọt. Làm như này ăn đi mọi người. Đã lắm luôn. Cóc xoài thấm vị vào cũng rất là ngon.